Vâng, xin chào các bác nhá. Em vẫn còn MD để phục vụ các bác đây. Đấy, ở đây thì nó chỉ còn khoảng là 3-40 cái gì đó thôi. Đấy thì em về được khoảng lần trước là hơn 1.000 cái đấy. Thì các bác khách hàng em thì đặt còn gần như là chưa để luôn. Đấy thì ở đây nó còn có khoảng, chắc cho em nghĩ chắc khoảng được khoảng 30 cái thôi, 30-40 cái. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Giá thì là 30.000 một cái các bác nhé, 30.000 một cái. Đấy, nhiều bác hỏi em là thế đĩa này dùng so với đĩa CD thì cái nào là bền hơn, thì đây em sẽ làm một cái video so sánh luôn. Đây các bác hình dung, đây là một cái đĩa Sony này, à đây đây là một cái đĩa CD này, được chưa? Và đây nó là một cái đĩa MD, đây để em cho nó ra tí. Đây nó là một cái đĩa MD này, đây đấy, đĩa MD thì nó thiết kế như thế này các bác thấy không ạ? Khi các bác cầm một CD nhá, các bác cầm này, cầm các bác cầm khéo kiểu gì thì cầm, đúng không ạ? Nhiều khi nhỡ tay mình vẫn cầm vào như này, hoặc mình để vào cái hộp nó vẫn có hiện tượng bị xước, đúng không ạ? Hoặc là mình cho vào các cái đĩa, khay đĩa thì khi nó chạy thì nó vẫn có nguy cơ bị xước, đúng không ạ? Đó, đó là cái điều không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên thì so với MD nó lại khác. MD thì đây các bác nhìn này, cái cơ cấu của nó này, các bác không bao giờ chạm được vào cái ruột bên trong như này, cái ruột màu sắc này đây. Đó, không bao giờ chạm được vào nhá, bởi vì nó sẽ có một lớp nhựa bao bọc bên ngoài như này. Đấy. Thì khi nào các bác cho vào máy ấy, cho vào máy thì máy nó lập tức nó gạt cái này ra này. Này, nó gạt cái tấm kim loại Sony này. Đấy. Nó gạt cái này sang bên đằng này. Đó, và nó sẽ hở cái mắt đĩa như thế này. Đấy, thì lúc này là các bác mới gì ạ? Máy nó mới soi vào trong. Đấy, thì nó đọc cái đĩa này bên trong. Và khi các bác cho đĩa ra, cho cái đĩa MD ra thì ngay lập tức máy nó sẽ gạt trả lại kín bưng như này luôn. Đấy, tức là tay chân rồi bụi bẩn các bác không thể làm gì được nó. Không chạm được vào. Thế nên tại vì sao mà CD các bác dùng thì rất nhanh hỏng, rất nhanh xước, nhưng MD các bác dùng thậm chí cả 2-30 năm không bao giờ có vấn đề. Đấy. Và lưu lượng để ghi bài hát nhá. Một cái đĩa MD như thế này, các bác có thể là lưu được khoảng 10 đến khoảng 15 bài, thậm chí là khoảng là 17 bài. Tùy theo cái dung lượng của bài hát các bác nhá, tùy theo cái dung lượng của bài hát thì các bác có thể là ghi được khoảng 15 đến 10 đến 17 bài. Đấy, tùy theo cái dung lượng của bài hát. Đó thì đấy chính là lý do tại sao mà MD nó lại luôn bền hơn so với cả CD. Và khách hàng nhà em đợt này thì em thấy là toàn là mua đĩa MD về để thâu từ CD sang. Tại vì em biết là nhiều bác có những cái đĩa CD cực kỳ xịn, cực kỳ hay. Đấy. Nhưng tại vì do quá trình thời gian nó bị mốc và nó bị xước, đấy. Thế nên là trong bên trong lại có rất nhiều bài hát mà mình yêu thích mà mình lại không biết cất nó vào đâu cả. Đó. Thế nên là các bác mua đĩa MD này này, các bác dùng đĩa CD này thâu nhạc CD sang MD. Đấy, thâu từ CD sang MD để mình lưu giữ lại các bài hát đó. Và một cái đĩa MD này các bác có thể để cả chục năm chả vấn đề gì, nếu như các bác để ở tủ khô ráo thoáng mát để cả chục năm, 20 năm chả vấn đề gì. Đấy, nhưng cái này các bác để là sẽ hỏng, bởi vì nó không có cái gì bảo vệ các bác, đúng không ạ? Đấy, kể cả các bác có một cái vỏ nhựa các bác ốp vào thì nó vẫn bị, đúng không ạ? Cái vỏ nhựa nó vẫn hở mà, nhưng cái này thì nó kín bưng này. Đấy, đây. Khi nào vào máy nó mới gạt ra, còn không nó đóng trả lại cho các bác y chang này. Khi đây nó rời ra ngoài thì nó sẽ kín như này. Còn đấy, để em tìm xem có cái đĩa nào nó bị tuột cái cựa này không. Đây đây có nhìn này, đấy đây là cái đĩa nó đang bị hỏng mất cái chốt này, được chưa? Thì đây bình thường nó sẽ có một cái chốt như này nhá, nhưng bây giờ nó hỏng rồi này. Đấy thì khi nào nhá, các bác cho máy này, máy nó sẽ gạt cái chốt này ra này, cái chốt này này nó gạt cái thì nó hở như này, và mắt mắt máy nó sẽ soi vào đây. Sau khi xong các bác không dùng nữa, các bác cho đĩa MD ra thì máy nó sẽ lại gạt lại đúng như này luôn, thì cái này nó cũng kín bưng. Đấy, nó kín như thế này luôn. Đó, và không bao giờ nó hỏng được. Đấy, thì đó chính là cái độ bền của MD. Còn để mà ghi đĩa MD hay là xóa đĩa MD ấy, thì bên em có những cái video clip là hướng dẫn các bác rồi. Nó dễ dễ ơi là dễ luôn đấy. Các bác hình dung là các bác ăn cơm nhà thì nó dễ hơn cả ăn cơm luôn. Để mà ghi được một cái đĩa MD nó dễ hơn ăn cơm luôn. Thao tác nó còn ít hơn là các bác ăn cơm luôn. Đấy, ăn cơm các bác phải gấp món này món nọ đúng không? Nhưng MD nó chỉ có ấn 2 nút thôi. Các bác chạm vào công suất ấn 1, 2, xong. Nó đơn giản mức độ như vậy luôn. Đấy, và tất cả những cái đĩa này của em thì nó về nó đều là tiếng Nhật nhá, nó đều là tiếng Nhật hết. Đấy thì về bây giờ các bác xóa đi nhá, xóa đi xong mình thâu tiếng Việt vào. Rất dễ thôi, dễ dễ cực kỳ luôn. Các bác chưa làm thì cứ nghĩ là à, nó khó, nhưng khi các bác làm rồi các bác mới thấy rằng nó dễ hơn ăn cơm. Ok, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Bác nào chốt thì alo cho em.